Dạ kính chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn nghĩ sau lưng của Coloman là gì ạ? Đó là cả một dòng sông chứ nó không phải là đất liền đâu nha. Bây giờ mới có 4 giờ sáng, cả đoàn mình đi về Hồng Ngự để khám phá và chia sẻ với quý vị các bạn những hình ảnh về Hồng Ngự mùa nước nổi, mùa cá linh. Đây thì cũng không phải là đầu mùa cá linh non nữa, nó cũng đã trôi qua khoảng 1 tháng rồi. Bây giờ thì mời quý vị khán giả đi theo cùng theo Coloman để chúng ta khám phá cái mùa nước nổi như thế nào. Còn buồn ngủ quá. Về Hồng Ngự mùa nước nổi để mình đi mình coi người ta lấy bắt cá linh. Đây là cái mùa cá linh. Hoàng hôn bắt đầu ló dạng ở phía xa xa rồi, phía chân trời. Rất là đẹp luôn. Thôi chào đồng chí. Chào em. Dạ cái mùa nước nổi này là ở Long Xuyên nè, ở An Giang nè, ở Đồng Tháp là coi như là cái mùa nước nổi là mùa cá linh non là trải nghiệm thú vị nhất. Dạ. Đó đi thoải mái nha. Đó, bà con bác thấy không, mình vừa đi mà vừa live stream luôn mới sợ chứ. Ủa rồi ngồi sao ta? Cái sao mà lại ai nắm cái gì rồi cẩn trọng nha, đừng có nhảy nhót nha. Đó ô rồi, và chúng tôi đang ở trong giữa mênh mông sông nước. Đáng lẽ là mình đã về từ cách đây, về học cách đây 2 tuần, nhưng mà vì lý do là công việc nên mình không về được. Mà lâu lắm rồi, cũng khoảng hơn 3 năm rồi mình không có về trải nghiệm cái mùa cá linh non, mùa nước nổi. Anh Hồ Tịnh Hải Phong nói một câu rất là hay luôn, cảnh bình minh quê mình đẹp hơn ở châu Âu. Dạ đẹp hơn hay không mình không biết, nhưng mà có lẽ là nó đặc biệt, nó khác biệt. Chào Trần Chí Khoa. Trời ơi giờ này mà làm cái lẩu cá linh non nha, cá linh non bông điên điển. Trời ơi, xỉu luôn. Rồi mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía bên cạnh bên tay trái của Coloman, bà con thấy. Phải nói là cảnh coi như là cảnh quan cho đất nước mình đó, trên cả tuyệt vời, quá đẹp luôn. Cảnh đẹp quá anh, và đẹp thiệt đó Bảo Tánh ơi. Thủ thú ơi, anh con anh đâu có gì đặc biệt đâu. Đó, rất nhiều cái chiếc vỏ lãi đang di chuyển trên sông. Cảm ơn Huyền Trần nha. Chắc chắn sẽ có rất nhiều bức ảnh đẹp và những cái thước phim đẹp để gửi đến quý bà con cô bác. Ôi, đồ đẹp giả man. Phía xa trên trời nó có một cái vành đỏ mà bà con cô bác mình có thể mình sẽ có cảm nhận, nó giống như là tại bên đó là có nguyên một cái dàn đèn đó, nhưng không phải nha. Chào Loan Nguyễn Nguyễn, quê em ở An Giang hả? Rồi em qua Mỹ 20 năm rồi. Anh lái đò phải chú Út ở ngay cổng Ba Út không vậy? Phải chú Út không vậy? Ô Nguyễn Phú, em ở Cần Thơ chính gốc hả? Chào Khoa Quảng Ngãi nha. Nước nổi là những cái cánh đồng lúa là cũng hóa thành sông luôn, bởi vì nước họ ngập lên cánh đồng. Và cái mùa nước nổi thì bà con miền Tây là rất là mừng, bởi vì năm nào mà nước về nhiều thì phù sa về nhiều, cây cối xanh tốt, tất cả mọi thứ đều mang phù sa về cho cây trái. Và bên cạnh đó là còn có những cái sản vật của đồng bằng sông Cửu Long giống như là cá linh. À, đó. Hiện tại bây giờ thì bà con cô bác mình cũng cố gắng để mà thử
thử nghiệm để nuôi cá linh, nhưng mà cho tới giờ phút này thì vẫn chưa có một cái thí nghiệm nào thành công cho tới thời điểm này. Cho nên là mùa cá linh non nó rất là quý, bởi vì cá linh là chỉ sống trong môi trường thiên nhiên và chỉ một năm chỉ có 3 mùa, chỉ có 3 tháng thôi, chỉ có mùa nước nổi này thì mới có cá linh. Và chính vì vậy cho nên là nước mắm nhĩ cá linh cũng rất là đắt tiền nha. Bởi vì nước mắm nhĩ cá linh là làm từ cá linh, mà cá linh mùa nước nổi, cá linh tươi, và cá linh chỉ có trong thiên nhiên, cho nên là rất là khó và rất là hiếm. Nước ngập trắng đồng luôn. Giờ cá linh nó đâu có nằm ở khu vực này ha? Dạ. Nằm ngoài kia hả? Nằm sau kia. Ồ. Là nó nằm trong mấy cái giếng mình hay là? Giếng à. À, dạ. Ở phía bên tay trái của mình là đó là những cái giếng đó. Đó, chúng ta thấy xa lắm, có thể mình không thấy đâu. Bên tay phải thì có. Đó. Mực nước ở đây hiện tại giờ nó sâu bao nhiêu ta? Cạn lắm mà. Đó, nó cạn như thế nào thì ráng một chút xíu bà con cô bác mình sẽ thấy là Coleman bước xuống như thế nào nha. Đó, mấy cái giớn kìa đó, giờ đã chưa, cá nhiều lắm. Cho mà giờ là cá bớt rồi, mênh mông sông nước luôn. Cá ở đó nguyên cái giới giớn dài vậy đó hả? Dạ. Rồi, cũng có một đoàn du khách ở phía bên tay trái mình cũng có một đoàn du khách đang trải nghiệm, cũng đi trải nghiệm cùng với đoàn của mình. À, các bạn rất trẻ luôn. Mình thấy các bạn như là các bạn học sinh mới học lần sinh lớp 3 thôi. Đẹp quá đẹp. Cá nhiều lắm đi. Hả? Ồ, cạn hả? Đó, quá cạn luôn, có nghĩa là chúng ta có thể xuống nước được luôn. Đi không, đợt này không có chị đi, có anh, có mình. Dạ. Anh đi à. Dạ. Chị lên lo thằng nhóc á, thằng nhóc nó còn nhỏ quá. Đi từ lúc mà mặt trời chưa lên, bây giờ mặt trời ló dạng rồi, trời đã có ánh sáng luôn rồi. Quá đã luôn. Là cá là nó nằm trong mấy cái giếng này phải không em? Dạ dạ. Người mà con ở miền Tây người ta đặt những cái giếng này để cá nó đi vào trong các cái ống đó đó. À, đây bà con cô bác mình có thể thấy đó, những cái ống đó rồi những cái. Em lại gần chút cho người ta coi đó. Cảnh đẹp quá quá luôn Ngọc Lê ơi, thiệt luôn. Em để ngang đây kìa, ôi bà nội hấu su, dạ con chào bà nội hấu su nha. Cảnh sông nước đẹp quá, dạ đẹp thiệt luôn đó. Mình nhiều khi mình đi về miền Tây mình chịu khó dậy sớm chút bà con, nó hơi cực chút, nhưng mà mình sẽ trải nghiệm được những cái cảnh mà sông nước miền Tây mà nó phải nói là chưa bao giờ, không phải ai cũng nhìn thấy được. Bây giờ là trời coi như là đã mặt trời ló dạng rồi, nãy còn đẹp nữa. Nói về cá linh Hồng Ngự là trùm rồi, dạ đúng rồi. Chắc là bà con bác mình cũng đã ăn thử nước mắm nhĩ cá linh rồi đúng không ạ? Đó. Nước mắm nhĩ cá linh, Coleman hợp tác với bà con cô bác nông dân ở Hồng Ngự để làm cái nước mắm nhĩ cá linh. Nhưng mà mùa nước bây giờ là mùa nước rất là ít, nước về rất là ít, cá về cũng ít lắm. Đó, giỡn đặt rất là nhiều luôn, không chỉ. Nhưng mà cái này của nhiều người chứ đâu phải có một người đâu ha. Dạ. Yeah. Dạ. Năm nay cá linh về nhiều không em? Ít hả? Cái năm ngoái, nhưng năm ngoái được mùa đúng không? Dạ, năm ngoái nước nhiều quá. Ờ, năm ngoái nước nhiều, năm nay thì hơi ít. Năm ngoái thì ở đây đó. Đó, cái mà cái chèo đó nó chỉ có khoảng chừng nửa mét thôi. Dạ.
Chưa, bây giờ mình bắt đầu qua này nha. Trung Thành ơi, chào tài có nha. Lên được mẻ nào chưa? Đó. Chào Phan Hiểm quê em đó anh. Rồi, ta sẽ cùng trải nghiệm xem là kéo dớn như thế nào nha. Đặc sản miền Tây là cái mùa nước nổi nha. À, vì cái này một năm chỉ có ba tháng thôi, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Đẹp quá đẹp. Đẹp tắt máy bờ đề ha. Máy đường bờ đề chạy đã nó hấp dẫn hơn. Để cho nó tự thả luôn. Chụp đi Quang ơi, đẹp quá trời nè Quang. Chụp đi Quang ơi. Quá trời đẹp luôn nè. Đây, ở đây những cái giếng người ta đặt rải rác ha, là mỗi cái giếng như là của một của những cái hộ dân, của những hộ dân khác nhau. Đây đó, chúng ta cùng xem nè, kéo giỡn nè, đó tuyệt vời chưa. Đó. Có cá không ta? Ôi 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 ôi, đã chưa. Ô ô ô, cá linh quá trời luôn. Wow. À, đúng rồi, không phải lúc nào là cũng kéo có nhiều cá đâu nha. Dạ. Yeah. Rồi anh cho sát sát rồi thôi lấy cái cặp đồ. Dạ dạ. Thôi không. Thôi. Rồi đây rồi, cảnh đổ dưỡng nè đó. Đó, 1 kg cá linh non không có bao nhiêu tiền hết. Ôi ôi. Ôi ôi, nó nhảy kìa, nó rói luôn, đã chưa. À, mà không chỉ có linh, có cá linh mà nó còn có cua. Ủa, có con cá gì bông bông vậy ta? Cá lau kiến. Ôi, có cá lau kiến nữa. Ồ, oh, wow. Cá ngoại lai. Không, cái mà giờ là giờ mùa này là cá linh lớn rồi ha, chứ đâu nhỏ nữa nè. Cá linh non là hết rồi. Giữa mùa nước rồi. Chào Minh Lê nha. Ôi ôi mà. Lên cá tuyệt vời. Còn nào nữa không còn? Chợ anh Tiến Trần, hello em, quá đã. Dạ, đã lắm anh ơi. Ở vậy bà ơi, mọi người thấy cái đời sống của người dân miền Tây thấy cực khổ không? Dạ. Hôm qua mình lên Nhà Bè mình thấy đã cực rồi, còn bây giờ thấy còn cực hơn nữa. Cho nên là khi mình ăn cái nước mắm nhĩ cá linh là bà con cô bác mình phải hiểu là công sức rất là mệt mỏi. Dạ. Cá linh vì sao mà nước mắm nhĩ cá linh nó đắt? Là vì không có cá. Chào chị Nina Huỳnh nha, Nina Huỳnh ơi. Rồi mọi người lướt bấm một cái chia sẻ để cho đông đông bà con cô bác mình vô coi để mình chia sẻ những cái hình ảnh mà tuyệt đẹp về sông nước miền Tây mùa nước nổi ở tại Hồng Ngự nha. Mình đó đó. Đó, cái giếng này nó kéo dài quá tới đây. Hôm bữa mình xuống là mình kéo lên. Giếng này là gọi giếng mini đó anh ơi. Giếng mini hả? Anh nhớ đợt trước anh xuống cái giếng dài lắm luôn. Dạ, kéo. Giếng này trọng nước. Đó là giếng mini thôi nha. Nước sâu đặt không được. Rồi bà con cô bác mình chờ chút xíu nha, mình sẽ nhảy xuống luôn. Là mình có xuống đây, mình đã đi độ giớn như vậy rồi. Và mình đi mình rất là thích. Và bây giờ năm nay thì mình lại cũng 3 năm sau. Có nghĩa là năm đó mình mới 52 tuổi, năm nay mình 55 tuổi. Mình cũng không biết là năm 60 tuổi mình còn đi độ giớn nổi không. Mình rất là thích trải nghiệm này. Rồi. Nhớ quê hương lắm. Và đó, cái mắm cá linh non mình ăn, cá linh mình ăn cái lẩu. Trời ơi, cái này mà cái chiên giòn cũng ngon nữa. Trời ơi, tuyệt vời chưa. Dạ.
còn làm nước mắm nữa. Nước mắm nữa thì khỏi nói nha, nước mắm nhị cá linh còn khó nữa, tức là cá linh nó đều tăm tắp luôn, bà con các bác mình thấy không? Ôi ôi ngon quá. Ôi có con cá lau kiến, đó là con cá lau kiến. Để lát nữa mình sẽ nhảy xuống mình trải nghiệm, mình kéo một cái vớn dài thiệt dài. Còn cái nào nữa không? Rồi đúng chưa? Không biết, nhiều khi cái số mình xui á, mình xuống là không có con nào luôn á. Con nào đó nào? Còn chậm. Đó, bên phía kia, bên kia là có một anh, một bạn trẻ là của gia đình nước mắm của bà Mười nha. Ở cái Hồng Ngự mà nói đến nước mắm cá linh bà Mười là số 1. Và mình cũng từng hợp cũng đã hợp tác với lại gia đình của dì Mười để sản xuất cái nước mắm nhị cá linh Mekong mà bà con cô bác mình rất là yêu thích. Nina Quỳnh, em không có dịp về miền Tây chơi, đã quá ha anh. Rồi Nina Quỳnh, bữa nào mà về Việt Nam đó nha, nhắn tin cho anh dắt đi chơi nha. Ôi đã chưa. Ồ, nó nhảy kìa. Sao lâu vậy ạ? Đâu ra kia đứng chỗ. Biết bơi không? Trời ơi, ở miền Tây mà không biết bơi. Qua cái dầu qua loại nó không có bị anh có muốn hái bông điên điển không ạ? Rồi hái bông điên điển luôn. Rồi bông điển phía sau lưng của bé ấy kìa, đó. Rồi thư lên hái luôn. Để nó trong cái lồng trong cái lồng xuồng á. Em đưa ra ngoài nó rớt á. Đó đúng rồi, có rớt nó rớt vô trong cái xuồng luôn. Ôi ôi bà con bác mình chia sẻ mạnh mẽ nha. Rồi bông điên điển kìa, đẹp chưa? Rồi bây giờ mình xuống mình hái bông điên điển cho bà con nha. Hả? Chỗ này cái mương. Chỗ này cái mương hả? Dạ đây cái mương. Chỗ này hơi sâu. Đây bông điên điển đây bà con cô bác thân mến. Đó. Bình thường mình ăn mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà ra đây nè nó không có nhiều giống như mình nghĩ đâu nha. Đó, trong khi mình ăn á thì mình đi ăn lẩu mình hay xin thêm bông điên điển. Đó, nó có nhiêu đây thôi này bà con thấy không? Đây, đó bông điên điển. Trời ơi, đó dễ thương chưa quỷ sứ. Đó dễ thương vô cùng, người miền Tây dễ thương vô cùng. Tự nhiên bữa nay tôi lôi đâu ra được cái bộ đồ màu tím đỉnh cao luôn. Có ai muốn đặt mua cái bộ đồ này không nha? Bộ đồ này là bộ đồ lưu niệm tại Hồng Ngự mùa nước nổi năm 2023. Dạ, mỗi một cái bộ màu nâu thì mình vẫn còn để ở nhà. À, cách đây 3 năm, bộ này là sau 3 năm, là vài bữa mình chắc là sang năm mình sẽ mặc bộ đồ màu khác. Đó, bông điên điển này đó. Vậy thôi đó, mà bỏ vô cái nồi lẩu là nó ăn là xỉu, ngất xỉu. Rồi, cái này mình ăn sống được luôn nha. Bình thường, thiên nhiên. Ăn mấy cái này không có độc hại gì hết trơn á, nó không tốt cho sức khỏe nữa. Có điều là không có cái lẩu cá linh nó hơi kỳ kỳ. Cái vị nó đang hơi nhẫn nhẫn chút xíu nhưng mà nó ngọt. Mấy đứa đi làm hay đi trải nghiệm vậy? Đó, những cái bụi như vậy là nó nằm nó ở giữa đồng giữa nước luôn. Còn nhẹ đâu cần mang dép đâu đúng không? Khỏi à. Đây nè, đó cái vướng mà con mình thấy là có con cua nó đang bơi đó, thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Đó, nó bám trên cái vướng này nó hơi dài đó nha. Không không, đằng nào cũng ướt rồi. Trời ơi, đẹp quá, cảnh này là phải nói là cảnh thần tiên luôn. Cảm ơn, nhảy xuống nước rồi. Quẩy quẩy chi? Trời, nhảy lên rồi xong hông đồ khô luôn rồi nè. Nhảy đi anh. Rồi nhảy xuống rồi lát không có gì đâu, có chuyện đâu, có gì đâu.
Rồi ok. Cứ đi thoải mái. Nó cạn lắm bà con ơi, nè đó bà con thấy cái chân mình xuống không? Đấy anh dừng tàu anh ơi. Đó có cái đầu gối đó. Trời ơi cái bùn nó mềm mềm đã lắm luôn. Đó. Trời ơi. Đấy, con xuống là anh nông dân mà chưa bao giờ xuống được. Hả? Đúng hết rồi. Đúng hết rồi. Ừ, chứ không là đi 57 triệu về. Đó, đây, 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 đây người ta gọi là đây cái vớn nè, đó dài lắm, đây là một cái vớn này, cái vớn khá dài. Rồi trong đây mình thấy có đó, mình thấy có cả có cá luôn nha. Ồ cá này cá nhỏ nè, đó đẹp chưa? Rồi bà con mình thấy không? Đó thấy gì chứ, nó đang ngủ đó. Cá nó cũng cần phải ngủ chứ không phải giống như mình đâu. Mình nói cá, ủa sao cá mà không nó không có dễ dãy gì hết trơn, dạ không có đâu, nó còn sống đó. Trước kéo từ đâu, kéo từ kia thôi, kéo từ kia kéo tới đây, kéo vớn nhỏ lớn như nhiều khi không lâu quá không nhớ, 3 năm rồi quên luôn rồi. Rồi mình cứ bước qua đây ấy. Đúng chưa? Rồi cái bụng này đã lắm nha, cái bụng này mà mấy bạn nữ mà nói thiệt luôn á, mấy bạn nữ là mình phải cái bụng này mà mình rét lên mặt á. Buổi sáng mình đi ra mình kéo vớn mình rét lên mặt này, bảo nó da mặt giống như mình là mình không có một hộp bụng luôn. Thiệt. Đây nè. Đó tuyệt vời không? Không có cái mụn nào nó lên nổi luôn á, thiệt nè. Đó. Trời ơi nó thơm dễ sợ luôn. Rồi lát nhỏ Miri là tôi sẽ lên rồi tôi. Đó, lát nhỏ Miri này tôi sẽ lên tôi hung nó một cái cho nó nghe cái mùi bùn cho nó biết. Lần bùn mà không phôi tanh mùi bùn. Không có gì đâu, mình cứ đi tắm bùn rồi xong mình lấy mấy cái bùn gì đó, bùn quán mình trét lên cái này cũng vậy thôi. Tại bùn nó có tên nó rất là tốt cho da. Thì vô đó thiệt ha. Em không thấy tại nè, rửa mặt nè. Ôi trời ơi anh ơi. Vui mà, có gì đâu. Miền Tây đi ha, tao trắng miệng là do nè. Không, trên đây luôn. Rất nhiều người hỏi mình tại sao là cái đầu mình bóng là nhờ cái này nè. Ở nhà tôi hay làm kiểu này lắm. Rồi bây giờ mà tôi lạ, tôi xuống là không ai biết là tôi là ai luôn á. Khán giả kêu anh coi chừng cái quần chú ơi. Rồi những đứa trẻ không có tuổi thơ nó cười hoài kìa bà con ơi. Anh có thể nào được à. Đồng gì đó. Rồi đố ai nhìn sao tôi. Thôi nói đùa vậy thôi, nãy mình câu giờ thôi, giờ mình kéo vớn nha. Rồi kéo vớn lên bờ chứ hồi lát lạnh lắm. Đây sao? Ủa chỉ anh lại sao anh quên rồi. Dạ, lần này nè anh, xích lại đây tí. Xích lại đây tí. Dạ. Ở chỗ xanh xanh đó, chỗ cua bò đó. Thấy không? Dạ. Mình giật kéo lên đúng không? Dạ, dạ lên. Dạ lên Vũ. Kéo lên phải không? Dạ, Vũ về tới đây. Dạ. Đổ ơi, đổ ơi. Mà kéo hướng này cho ông kia nó chụp hình đúng không? Dạ, dạ, cái Vũ dài dài tới đây anh. Lui ra đi con, lui ra đi đăng kênh. Dạ. Vũ ghê á mấy ông này. Dưới mình chụp đi. Ừ. Rồi kéo đi anh, kéo đi, kéo tới đi anh. Vũ. Rồi có ai cho tôi thêm 200 đô không? Nãy giờ có 150 đô à. Tiếc gì. Trời ơi, những cái cảnh này đâu ra. Nói thiệt luôn á, không có đất nước nào có cái này. Vì sao? Đây chỉ có Việt Nam thôi, mùa nước nổi. Trời ơi, bà con cô bác còn ngần ngại gì nữa. Rồi 200 đô để ghi số 200 đô thôi, để lên số điện thoại tôi không có kiếm đâu, đừng lo nha. Thiệt chứ bây giờ thật ra mình xin tiền của bà con cũng không gì hết trơn, để lát mình bồi dưỡng cho mấy anh này, mấy anh dậy từ 4 giờ sáng đó.
Đồ cua quá trời cua luôn nè. Còn nó chạy kìa. Rồi kéo tới, kéo ngược tới đó phải không? Dạ. Vũ tới đi. Vũ tới. À Vũ tới hả? Đi tìm chim én. À Vũ đổ đi hướng này đúng không? Dạ. Tới rồi. Đổ hướng này. Đổ dài tới hướng này nè. Rồi dở cao lên rồi. Đi xuống. Anh vũ ở giữa anh cho nó dồn lại anh. À hiểu rồi. Ủa xiên xéo rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, lần lần tới vậy đó. Rồi. Ủa tới tên khúc đầu nữa cũng có mà. Còn dính vậy con nữa. À dính là con à. Lấy khúc này thôi đúng không? Dạ. Ồ hay ha, nó khoa học quá ha, tự nhiên là nó tới cái đầu cuối. Đó cá nè, đó. Nó tính bơi ngược dòng sông. Chưa. Ồ, chỗ này chắc phải đổ mấy cái vớ nữa mới được mấy cái số mình nữa. Đúng là số mình không có số tay bắt cá nuôi cá câu cá gì đâu nha. Chưa câu hoài không dính con nào hết trơn á. Dính đúng con cá mập ở nhà thôi à. Hồi nãy người ta kéo quá trời luôn, mình tới hồi mình kéo nè. Cua không vậy? Cái gì? Sao cua không vậy? Không tính cá. Chốt, chốt. Cá lên đi chốt. Chốt mình nó cái sồn mà mắc máy về nước chứ. Ai nó không có, đừng có coi thường tôi nha. Tôi dụ nè, tôi giấu nãy giờ nè. Rồi bây giờ ai cho thêm 100 đô nữa sẽ thấy cá nè. Ôi mấy con cua này mà rang muối cho tôi chết luôn á. Đây muốn gì có nấy à. Cái này mà. Rồi có chưa? Đó, chọc tôi hoài. Thiệt ra là mấy ảnh để nhốt mấy con này vô đây trước đây rồi. Để quay ra quay hình cho đẹp chứ dễ gì nó vô được vậy. Có chứ dễ gì. Nó hổm nhiều lắm anh. Nó hổm trời ở này. Dạ đâu mua nước rất là đông luôn. Nhưng mà cái vớn này là tương đối là còn cá còn nhỏ nè, nãy cá bên kia bự lắm. Ôi ôi đã chưa? Dạ. Để đi cái thao lên cho ông đội. Đi cắt đầu. Cắt đầu. Chưa đâu anh ơi, phải kéo sắp tia hay gì đó. Đổ được. Tia để kéo sắp tia ra. Chưa, thôi để cho người ta coi bên, đó bên trong nha. Kéo phạt bao tia không phải phạt bao tia quần đâu nha. Nghe nói tụi tôi kéo phạt bao tia xuống chờ ngồi coi hoài không được đâu đó. Đây nó có cái phạt bao tia nè. Chứ nghe nói kéo phạt bao tia tự nhiên tưởng kéo phạt bao tia này cá nó nhảy ra không có đâu nha. Trải nghiệm nổi vớn nè, đã chưa? Ôi, có một con cua bự lắm. Xuống rồi. Rồi, xuống nha. Trời ơi, sướng chưa? Đó, cua nó bám trên đây nhiều lắm. Cơm. Ôi có một con này không? Ôi sao bụng này ngứa rồi ta? Đó, thì anh kia anh nhổ một cái dưới cái mạ này anh tỏ tình với tôi kìa. Rồi đó, ông không dạy nhổ cái đó, ông động tới tỏ tình với tôi kìa. Được chưa? Chỗ này đi anh Điện ơi. Hả? Không sao đâu, lát lên tính sao? Không sạch hả? Rồi, từ từ mình rửa sao? Rồi, ok. Ủa đó, thấy không? Mà con nãy nói là sao con cá nó không có bơi, thì nó đang bơi đó. Con cá trê nhỏ nữa nè. Ủa, đã chưa? Hôm nay là ít đó nha, chứ ngay đầu mùa nước là nhiều lắm. Tuyệt đỉnh luôn. Rồi xong. Rồi giờ anh kia anh lắp cái vớn lại. Cái vớn lại rồi là xong. Để chờ. Ôi còn một con. Cái rồi.
xí sống là nó ngon. À rồi, đây là một vài hình ảnh kỷ niệm mùa nước nổi năm 2023. Dạ, cách đây là năm 2020 mình có về đây mình làm một lần rồi. Bây giờ thì đây là cái năm 2023 và hy vọng là năm 2024 mỗi một năm mình sẽ về, tại vì không biết lý do gì luôn là có rất nhiều khán giả ở đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây nhắn: chú ơi, mùa cá linh non tới rồi, chú về đi. Dạ đó, cho nên là tự nhiên nhắc mình mới nhớ, thật ra mình không nhớ. Rồi có người thì nhắc là: chú ơi, sắp tới đua bò Sóc Trăng nè, đó sắp tới cái mùa đua bò Tết Delta nè, rồi sắp tới đua ghe ngò Sóc Trăng nè. Không biết sao mình có cái duyên với miền Tây lắm, mà những cái sự kiện mà nó phải nói là những cái lễ hội, những cái sự kiện mà nó mang tính văn hóa địa phương rất là quan trọng. À, bà con cô bác thân mến, cái mùa cá linh non, lý do làm sao mà mình nói cá linh, nói nước mắm vị cá linh mà nó mắc tiền, bà con cô bác thấy rồi đó, càng ngày nước về càng ít, càng ngày cá về càng ít. Chỉ có năm ngoái tiền nước về quá trời đó, nhưng mà năm nay thì lại khác, cứ lâu lâu mới có một năm mà được mùa. Cho nên là bà con cô bác mình thấy là cái con để mà có được cá linh mình ăn lẩu thôi đó, hay là mình ăn cá linh chiên bột giống như mấy đứa bé mà không có tuổi thơ đó, đó thì không có đơn giản đâu. Nó buổi sáng là phải ra đặt vớn rồi kéo như vậy, mà nói nói chung năm nay nước như vậy là thấy mệt rồi đó. Còn là làm nước mắm cá linh nữa thì bao nhiêu lớp cá lớp muối, và cá linh có thể nói nước mắm cá linh là nước mắm số 1 của tất cả các loại nước mắm, dạ, ngon nhất, nước mắm cao cấp nhất, chứ không phải nước mắm cá cơm đâu nha bà con cô bác. Là đặc biệt là mấy chú mấy cô là làm lò nước mắm hay là nhà thùng thì chắc chắn phải thừa nhận với comment rằng là nước mắm nhĩ cá linh là số 1, và chỉ có tại Việt Nam mới có cái nhĩ cá linh, và không có một đất nước nào khác. Và đương nhiên có những cái đất nước láng giềng của chúng ta như Campuchia cũng có chứ không phải không có. Dạ, có nhiều nữa là khác, nhưng mà nếu mà làm ra cái nước mắm nhĩ cá linh thì Việt Nam mình là số 1. Và nếu về Hồng Ngự, bà con có bác có thể liên hệ với lại nước mắm 30, đó là một đối tác của Colorman. Dạ, gia đình của dì Mười rất là dễ thương, và cũng còn nhiều hộ dân đang làm nước mắm nhĩ cá linh truyền thống thủ công, dễ thương lắm, vất vả lắm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ, đi rửa mặt nha. Nữa nào? Trời ơi, cái mùi bùn, cái thơm gì đâu á. Ngồi đầu nè, đó. Bà con hỏi mình là có bao giờ gội đầu không? Dạ có, đây nè. Không gậu chị gì đâu. Gội lên. Dạ, mình gội đầu, mình sửa tắm. Gội đi, gội đi. Dội ảnh, đứng về dội ảnh. Nướng thủ luôn vậy. Nướng được, uống được hả? Lỗ tai đó. Bên lỗ tai bên phải. Rồi. Anh có vợ chưa? Đẹp trai lại liền. Nghe chỗ chân mày còn dính sình nhiều. Quỷ. Lại mình rửa xong nói mà còn cái lần nữa không? Mình còn rồi ở nữa. Dạ rồi, bà con cô bác thấy cảnh này bà con cô bác có còn ngần ngại gì nữa, mỗi người để vô 100 đô nữa nha. Rồi cảm ơn các anh ở Hồng Ngự, các anh nghe xuồng đó vất vả lắm, sáng là 4 giờ sáng đã phải ra chuẩn bị. Rồi cảm ơn các anh. Rồi cảm ơn bà con cô bác về đây, bà con bác mình có thể đăng ký những cái tour trải nghiệm về rồi xong mình lì xì cho mấy ảnh, tại vì nông dân mà khổ lắm. Dạ, bao nhiêu cũng quý hết. Hẹn gặp lại năm sau nha, mùa nước nổi 2024 nha. Chào tạm biệt bà con.